Người nhiều cô lắm, đây là trọng là dằn bao giờ phải chữa hạt là dằn trước, rồi sau lên bản lan, sau lên vô mát, sau lên bản thiền bản đạo. Tức là ngày xưa là học những cái lời này chắc là rất là Cũng khó đúng không hát ạ? chứ dân cấu cho ai là có chữ mấy ngày mấy tối cho được một bài. Bây giờ làm như cô học có chữ. Tức là cứ truyền tay nhau, cứ hát đi hát lại xong mới thuộc. Vâng, chứ chứ không Giờ học qua chữ bây giờ ấy. chúng nó bỏ hết câu và cụ, nó học mấy cái câu giọng vạch lằng nhằng bỏ hết, nhiều câu lắm. Vâng. Người nam một cái giữ cơm vàng tiền chuyện như gì Tức là ngày xưa khi mà hát là những cái câu có nhiều hát cái câu lời nhiều câu cổ. thế, sau khi hát cả đêm cả ngày con họ ăn được chứ, 3 ngày mời lên đám này, như ngày hôm mùng 6 này là lên từ tối mùng 6 ở đến mùng 8 về nấu cơm con họ, mâm cơm con họ to lắm. Tức là nhà chứa sẽ phải chuẩn bị hết những cái đồ cơm Trước nước các thứ con đấy ạ. họ nấu riêng cho nó cứ bắt người này để nấu to hơn người kia thế, so với cứ tập trung chứ được không có nấu riêng nấu to lắm. Con họ làm khách lắm, chỉ nấu cái nồi cơm rồi số vậy, chị có cái nồi tư đây chỉ khuyết 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 mỗi chị được ăn, các em muốn ăn quá nhưng các chị cả không cho Vì đông người. ăn. Các chị cả làm khách lắm, cây ăn vừa nữa không giờ xôi dọa chợ đường bánh gai bánh mật cái gì ở đây cho làm được. Cụ tức là có rất là nhiều năm hát rồi thì có một cái kỷ niệm nào mà nhớ nhất không? Cái gì cũng vẫn nhớ được hết. Thế có lần nào mà vui nhất không? Có những cái chuyện gì mà vui cái khi mà quan họ vào đám, có chuyện gì vui mà đến bây giờ vẫn nhớ không? Điếc mà ghẹ rồi có người giỏi. Tức quá phải điếc rồi. Cái mây này là 6 cái mây vậy để được chợ. Năm 2005 bây giờ điếc quá. Chín mấy 100 rồi 99 tuổi. Vâng, nhất là mắt sáng, chị Vâng. vẫn nhớ. Vâng. Không quên lắm gì gì. Vâng. Mệt rồi. Cụ hát thêm một bài nữa. Hả? Hát thêm một bài nữa. Mà để Bài mà cụ thích nhất. ngồi ra ngồi cửa sau đào thấy người chi kỹ ra vào mất hương. Ngồi rằng ngồi tự ơi ha, có mấy trường ơi ha, đào là đuôi hôm ngồi tựa có sông đào, ngồi giữa sông đào thấy người là người chi kỳ cũng có giá vào là giá vào chi kỳ vân vương hư giọng ôi hư giờ cái giọng có ra cái gì nè cho rằng gió lạnh ha có nghe đi ý ha trường là gió lạnh cái đêm đồng trường nửa chân là chân nửa chiếu hoa cũng có nửa giường là nửa giường chân chiếu đời ai hư rằng ôi hư ngắt rằng ngắt na nhị ha có mê bồng y ha nhài là ngắt nhị cánh đồng hoa nhài công a
em gần bố cũng có chuối mài, là chuối mài gần đi bố đã lâu rằng ôi đừng rằng đừng ơi ha có mê trên ý ha lâu là đôi em đừng có trên lầu trông á dạ là dạ ngoài con nọ cũng có em đi sầu là em đi sầu từ đấy mà đi rằng ôi hư ghi nặng có mấy đôi ý ha người chờ là đôi em ghi nặng có đôi người chờ qua sông là sông đôi người nhắc đỡ cũng có bao giờ là bao giờ em dám quên công dẫu vẫn có nên chăng có nên chăng thì đôi em vợ chồng là ôi hà là người chồng hát lên thêm lại ngồi đợi tan là cười khúc khích cả thấy đôi với con bạn thiền ngồi trong ngồi chữa bạn thiền xong đào này đôi với bạn thiền ngồi trong ngồi chữa bạn thiền trắng như mặt nước cần nhìn cần sinh sơn rằng sơn thí hữu tình thơ ngâm ngoài lá dậu bình giải trí trong khoang tay rằng tay em dạo cái năm cung đàn đàn kêu năn nỉ tiếng cầm thiết tha khấn nhường khấn nguyện bóng ung chân già xe đâu xe hẳn một nhà chỗ xong nên chăng đôi vợ đôi người chồng cùng ở đây là đôi hạt đôi không gì cũng có câu đối gió mát thì hát gió mát trăng thanh bỗng đâu thấy khách bên đình sang chơi mai khách về em vẫn biểu trưng đài ngành xuân quyết bẻ cho người trên tay chót vàng say có nhau mặt vỏ mình gầy thì dâu danh sách cho tài người ta nhắc bọn em chung ra thì bố ông dân đã xế tà sao mai mới mọc tiếng gà gáy canh đấy đua mắt chẳng thành thì đôi mới tưởng nhớ về người tưởng nhớ về người lòng riêng bối rối bao ngôi chút tình hôm nay mới được họp mặt ninh ninh thiền chi đến con em mà ca bế bắt lấy con chim rừng đưa tin đường bằng con họ đi mà không khuất nẻo không khuất nẻo không cha chừng đường bằng chúng em đi giữ trao quanh núi lại quanh rừng cái gì có câu đối chén tròn đi cạnh màn thiền chén tròn chưa cạn lời nguyện đã phai thương nhớ ai ở đứng đầu cầu được thưa biến trải gương tàu biến soi những câu nói hát có giọng hát hay hay lắm sập đa hoa bỏ vắng không ai ngồi buồn hương bỏ vắng mượn người quay tư thương nhớ ai ra ngẩn vào ngư đêm thinh giấc ngủ ngày mê chuyện cười đôi em chín đôi người mười người cười nữa miệng em vui nữa lòng con chim khôn ăn quả nhãn đồng sớm nó ăn tôi nó đổ nó nằm trên cây